Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây, tề địa ngục khổ thay, như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra, quanh tề ngục tưởng là sắc vây, trên tề lưới sắc dân đầy, dưới tề rừng kim đao dày đáng nhau anh. Bốn bề lửa dữ thổi vào, tội nhân trong đó cán nào nướng quay, cửa thành cho sắc bao vây, nanh dài vuốt nhọn mắt đầy ánh sao anh. Trên không chim sắc đua nhau, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân, đầu trâu ngục tốt rần rần, hết là đánh đập chặt bầm phân thấy anh. Lại thêm xe kim đao cày, trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan, như vậy muôn tháng ức năm, sống thì chẳng đưa trên càng không xong, mà khổ bao như thế chẳng cùng. Còn xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục cán tầng khác nhau, khổ bao thân rã chẳng đầu, vào nơi cây kim núi đau thọ hình. Khổ báo thiêu đố thân mình, nằm giường sắc nóng mặn tình kêu la, khổ báo nghiền nát thịt da, bánh đao xe lửa nghiến cả nát thay, khổ báo chân nấu nướng quay. Chui vào lò lửa tan thay vàng dầu, khổ báo tàn phủ nát nhầu, vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi, khổ báo xương nát thịt rơi, vào ngục côi sắc say người nát tan anh. Khổ báo ăn nói dối gian, trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi, khổ báo lòng đốn rã rời, dây đen địa ngục sáu thời thiết căn, khổ báo ngập nướng trôi sông, chìm trong địa ngục tro hồng phấn sôi. Khổ báo da nứt thịt phơi, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng, khổ báo tàn sát hung hăng, địa ngục chim sắc sói lang cắn nhầu. Khổ báo đâm chém lẫn nhau, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay, khổ báo bị nương bị quay, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thối. Khổ báo kẹp nát hình hài, địa ngục banh sắc nghiêng say tâm bành, khổ báo mổ xẻ thân mình, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo tra. Khổ báo chém chặt bánh da, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui, khổ báo thịt lũng xương lồi, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh, khổ báo mổ cắt xe phanh an. Địa ngục mọc xanh treo mình ngưỡng chân, khổ báo nóng nực thiêu thân, địa ngục cháy đốt rần rần gào la, khổ báo mờ mịt bao la, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây. Khổ báo như dại như ngây, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm, bốn ngàn tám vạn ngục phân, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau, khổ báo có
ruột rút đầu, bón thương nào tùy biết đâu nói cùng. Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng, nhiều đời cha mẹ với cùng bà con, ngay thân mình lung chẳng còn, cũng xa ngục đó oán hận chứa chan, tháng hôi chẳng thể nghĩ bàn. Muôn phần thông khổ vạn lần đau thương, ngày nay sám hối mười phương, chỉ thành cầu khấn cúng dường chư tôn, nguyện cho khổ báo ngàn muôn, tất cả tan biến tận nguồn gốc mây thương. Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra, khổ báo địa ngục hằng xa, tỳ thành sắc thấy là tinh thánh. Án đạo cũng chỉ là danh, kẹp cầm địa ngục biến thành an vui, nỗi đau cây kiếm vạn soi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu trâu mặt ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng từ bi, tội nhân ngục tốn thiêu vi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui. Pháp tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na, con xin đành lễ Phật Đà, quy tam bảo ta bà mười phương. Càng chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà hối. Giờ đây các đừng phòng thế tôn chừng biết cho chúng con thường nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm khám việc bố thí hoàng giữ đường giới thanh tình, nhận đến thì một vóc cơm cho các
loài súng sanh. Hoặc tu tình hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có, tu hạnh Bồ Đề căn lành đã có, và trí vô thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thái, đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đức phật đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các thôi đều sám hồi các phước xin tùy ý, và nhờ công đức thánh phật nguyện thành trí vô thượng. Chư phần trong ba đời rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. Mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng, mà con nay ba nghiệp biến dung, lệ khắp tất cả không trung môn lòng, mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa, đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần. Mỗi người tiếng vọng có phần, phát ra thánh thoát tâm thần sáng trân, tương lai mỗi kiếp tôn xưng, khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu, hoài âm nhà ca vĩnh lòng hầu, kính xưa nay con đem dân cung đức thầy Như Lai. Hương y có một không hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi, cao như quả núi Tu Di, thành tâm dân cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu, phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắc nhiễm màu Như Lai. Xưa con tạo các niệm sai, đều do ba động hòa tai nối liền, từ thân miệng ý triền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư, hữu học vô học tâm tư nhị thừa, Như Lai Bồ Tát xa xưa tùy hỷ công đức cho vừa lòng ai tin. Đèn tuệ thắm sáng cầu xin, Bồ Đề thành tựu đứng tin bắt đầu, chúng con kinh thỉnh nguyện cầu chuyển xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niên bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu, cứu trụ giáo hóa công phu, chúng sanh lợi lạc được tu chuyên
trần. Cúng dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời. Tùy hỷ sám hối khắp nơi, chúng sanh phần đạo đồng thời. Xin đem công đức nhiệm màu, hướng về thượng giới minh châu hiền bày. Tánh tướng tam bảo tự rầy, dung thông hai đế chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông, con nay hồi hướng môn lòng thanh cao. Thân cầu ý nghiệp lao chao, dứt trừ ngã pháp công lao đức thầy. Thân ca hoặc chướng từ nay, xin đều tiêu diệt. Xin thay phép màu, mỗi niệm trí tuệ làm đầu. Chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn, hư không thế giới có sợ nghiệp và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hương cõi lòng như ơi như. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ai ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng thương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chớ suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử thích thần rối ren. Địa ngục thông cỏ mây phen, cùng loài quỷ đói thiên rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tánh hàm dâm. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết cần cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Trăng hoa
con biết hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dùng vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy y đánh lễ pháp thân Phật Đà. Trong kinh lời phân rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau. Ba là khổ báo trước sau, ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành. Vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau em. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền, ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành. Nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo ai. Ý gieo ba độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê. Chính vì ngu tối lệ thế, kinh theo tà kiến say mê sáu trần. Trong kinh lời phân ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoát ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn ấy năng. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành. Đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu. Phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn.
Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ con. Giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả cẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thủy ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau. Tưởng mình tâm thức thâm cao, biết đâu dài xa vào mấy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này. Hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán kiêng. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chất, hoặc chiều bốn duyên. Hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước, bốn triền, bốn tham. Việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam. Ngày nay phát lộ quý tam, cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay. Hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang. Năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mỗi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn. Hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sáu thức tâm thần đảo điên. Hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành. Hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thần là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chàm dính tay. Hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy kiếm hoang. Hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh. Con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si. Hoặc do chính não tràn trề,
hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu tiêu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sao trì kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tầm sâu rộng đàn nhập tâm, ta coi ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bao dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, pháp môn sám hối đêm ngày, hằng chuyên ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em. Bốn vô lượng bốn tinh tâm, ác duyên không khổ không cần sợ chi, nhân duyên năm số đồng thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhớ, thần thông sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trắng sao ấy. Sáu ba la mật hạnh cao, sáu thứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh, nhiễm ô chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi, nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đức thủy quay màn lưỡi xanh, hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thể tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh, mười tám bất công hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng, nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nguyện nhờ công đức chi
thân sám hối mà đưa thân hình kim cang sống lâu vô lượng tuổi vàng không còn vương mắc vào đàn tật sân không còn tư tưởng hại nhân tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa thương người như thể con ta thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh chúm cho tới chỗ an toàn còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân người người đều cảm Phật ân không còn sợ hãi mười phần mừng vui quy hết thảy phân rồi con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Lớn như sóng biển vô số nhiều như cán trải đôi bờ hằng gian do đâu tội lỗi ngâm tràn hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê nói năng chẳng biết nghĩ suy làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân nghĩ thì điên đảo xoay vần chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn hoặc vì mê mẩn sáu căn đối người tìm vẫn muôn phần lãng sai luôn luôn tự thị có tài biến đâu tài với chữ tai môn vần hoặc vì chẳng quán nội tâm tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên hoặc vì theo cảnh đau điên chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng tu hành theo lối lắng sân cho nên ba chướng không từng dám suy nghiệp chướng bao chướng chẳng lê thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm cản ngăn tri giác nội tâm có đường giải thoát mê lầm chúng sanh lời vàng Phật dạy trong kinh ba chướng phải diệt tu hành mới nên ăn năn sám hối cần chuyên thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao diệt ba chướng tận ly hào sáu giác mười nghiệp trần lao sanh dần bốn ngàn tam vạn khổ luân cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh
Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cũng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bảy tâm vương bờ, một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân, con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên, thật đang xấu hổ ưu phiền. Thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười, hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên. Chẳng về tội lỗi triền miên, trên xa địa ngục xa nghiền khảo tra, súc sanh quỷ đói ác ma, đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần, hãy xem sông chén xoay bần, vô thường vô ngã thân chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân, toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao, mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công, tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn, Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, 37 phẩm tu hành trở duyên, thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay, xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên, nay xin xóa bỏ ưu phiền,
thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng anh. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân, sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tay chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con sinh, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương, cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm, làm sao bao nổi phận ân, và khiên dấu nặng hạ ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh, để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật đã, một đời xin nguyện thiết tha tu hành, mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau, tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đời.